Xin chào các bạn, mình xin cập nhật tình hình của chiếc Innova đến mình để dọn lại toàn bộ trong ngoài đồng sơn, trang thiết bị nội ngoại thất, động cơ, gầm bệ này nọ về zin 100% sau khi hoạt động trên mặt đường 500.000 km. Thì cái phần động cơ thì các bạn theo dõi những cái video khác. Còn hôm nay mình sẽ nói về phần đồng sơn nha các bạn. Đây là chiếc xe mình đang thực hiện công tác làm đồng. Sau 500.000 km thì nó bị mục rửa khá nhiều chỗ, nên mình phải tiến hành giá mục và đồng thời cũng phải tháo hết mọi thứ ra để phục vụ cho công tác đồng sơn sau này. Thì đây là tổng thể của chiếc xe đến ngày hiện tại. Nó bị mục chủ yếu là ở dưới lườn nha các bạn. Đây, mình đã giá mục cái lườn bên phải hoàn tất rồi. Giá mục nguyên cái sàn luôn nha các bạn. Nó bị lủng lỗ nhiều chỗ và đã giá mục xong hết rồi, nguyên cả cái sàn. Cái lườn bên tay trái, ý bên tay phải cũng bị mục luôn. Mình cũng đã giá hoàn thiện. Còn phía trước cản thôi. Phía trước cản những cái thanh ngang như thế này thì bị mục rất nhiều chỗ. Cái nào giá được thì mình sẽ giá. Còn cái nào như là cái thanh dưới này không giá được nữa, tại vì nó đã mục nát rồi. Mình sẽ dập ống và sẽ lắp lại vị trí cũ như zin.